Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người một bộ ấm trà của nghệ nhân Tô Thanh Sơn, Bát Tràng, Việt Nam. Bộ này với cái tên là bộ Quai Đồng Khắc Hoa Đào. Một bộ bao gồm một ấm 6 chén, 7 đĩa lót và một bộ phụ kiện 4 món nhé. Hũ trà này, ống tăm này, gạt tàn và cốc tống. Bộ này với kích thước là dung tích ấm là 450 ml. 450 ml nhé. Chúng ta nhìn cái dáng ấm này. Nó có khắc hình ảnh hoa đào. Hoa đào này thì để cái gốm mộc. Và cái khắc này thì nhiều khi là ví dụ như cái màu này và cái chỗ gốm mộc này nó sẽ không phải là tròn trịa đâu, bởi vì cái này là men, lúc nung lên nó sẽ có cái độ co ngót của men và đất, nó sẽ không phải là nó kiểu vuông thành sắc cạnh giữa cái màu sắc của cái men với cả cái đất này nhá. Nó vẫn sẽ có một cái độ lem lem của men vào một chút so với cả đất. Chúng ta nhìn cái dáng ấm này. Màu này là màu đen, men này là men mát nhé, sờ vào nó sẽ như kiểu là chúng ta sờ lên tường nhà đã sơn rồi ấy. Sản phẩm của nghệ nhân Tô Thanh Sơn nhé. Chén miệng là 6, chiều cao là 4 nhé. Bên trong lòng đây. Hàng thì dày dặn. Đây, cái này là khắc hoa đào này. Cái này là màu của đất nhé, màu của đất nó sẽ như thế này. Dưới đáy đây. Men mát này thì nó sẽ hơi lì lì, nó không phải là bóng nhảy như cái dòng men kính. Đấy, khi mà rót nước nó sẽ như thế này nhé, chúng ta nhìn này. Khi mà rót nước độ nghiêng của nắp này. À, tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không xếp mẻ mới nhận hàng. Mọi người có thể truy cập vào kênh để xem thêm nhiều sản phẩm khác nhé. Ở đây là chiếc chén này, chúng ta nhìn cái men nó chảy vào bên trong lòng như những cái thác nước đang chảy xuống bên dưới. Đây là gì đấy này. À, thì xin cũng có một lưu ý với mọi người là riêng cái dòng hàng của nghệ nhân này, nghệ nhân Tô Đại Sơn, thì cái chén nó nhiều khi nó không bao giờ nó gọi là tròn xoe được cái nào như cái nào nhé, nó vẫn có cái độ lẹm nhẹ nhất định. Ví dụ chúng ta nhìn không phải là úp hai cái chén vào là nó sẽ bằng nhau đâu. Không nhiều khách hàng sẽ nghĩ là hàng sản phẩm khi mà đến tay của mình nó bị lỗi, thì khi mà nung đất nó sẽ có độ co ngót nhất định và cái chảy của men nó cũng sẽ khác nhau nhé. Đấy. Và chúng ta cùng nhìn này. Đây là review thực tế nhất cho mọi người cùng hiểu về cái dòng sản phẩm này. Những loại đất này thì khi nung lên nó sẽ có độ co ngót, nó sẽ tạo ra độ cong vênh nhất định. Nhưng mà hàng của nghệ nhân thì sẽ hạn chế tối đa được những cái điều đấy nhé. Đây là đĩa lót này. Dưới đáy này. Màu sắc của sản phẩm là màu bền vĩnh cửu rồi, màu bền vĩnh cửu với thời gian nhé. Đây là ống tăm này, ống tăm hai lớp nhé. Đây là cái hũ đựng trà này, hũ đựng trà đấy nhé. Đây là gạt tàn thuốc này. Tàn thuốc nhé. Đây là cái cốc tống này. Mọi người truy cập vào kênh để xem nhiều sản phẩm mình đã review thành video chi tiết nhé. Chúng ta hiểu rõ hơn về sản phẩm. Này của nó là màu đen đấy, màu đen màu lì lì, không phải là bóng nhảy nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.